Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, cùng tất thể các em học sinh thân mến, xin thời Bác Hồ đã từng dạy, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Để thể hiện lòng tri ân đối với công ơn dạy dỗ của các thầy cô đại diện cho hơn 800 học sinh của trường và thay mặt cho các bạn học sinh lớp 9. Sau đây, xin mời em Trần Anh Tuấn, học sinh lớp 9A1 sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ tổng kết hôm nay. Xin mời em. Thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em tên là Trần Anh Tuấn, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Mỹ Long. Hôm nay em rất vinh dự được thay mặt cho 897 bạn học sinh trong toàn trường để nói lên những suy nghĩ của mình trong ngày tổng kết năm học, và cũng là ngày mà khóa học sinh lớp 9 của em sẽ rời xa ngôi trường thân yêu này đã gắn bó 4 năm trong khoảng thời gian thơ ấu. Chúng em rất vui mừng và tự hào trước những phần thưởng của bản thân và những kết quả mà thầy trò trường ta đã đạt được trong năm học 2023-2024. Để có những thành tích ngày hôm nay, thầy cô đã phải đổ biết bao công sức và tâm huyết của mình, không chỉ dạy chữ mà còn dạy chúng em cách làm người. Thay mặt cho toàn thể học sinh trong trường, chúng em xin gửi đến thầy cô lời biết ơn chân thành nhất qua buổi lễ long trọng này. Chúng em cũng xin gửi đến các bậc cha mẹ và chính quyền địa phương một lời cảm ơn vì đã luôn dành cho chúng em những điều kiện tốt nhất cho việc học tập. Đối với khoảng thời gian mà chúng em được gắn bó với ngôi trường trung học cơ sở này, những ngày được học, được sống dưới mái trường Mỹ Long thân thương chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, vô tư nhất và hồn nhiên nhất của tuổi học trò. 4 năm qua, dưới mái trường này, chúng em đã lớn lên nhờ cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, lặng lẽ, ân tình và gửi gắm biết bao hy vọng thầy cô đã cho chúng em tri thức và dạy dỗ chúng em nên người. Em sẽ chẳng thể nào quên được những ngày đầu khi bước vào ngôi trường này được thầy cô dìu dắt. Em sẽ chẳng thể nào quên được những tiếng giảng bài trầm bổng và cả những lời nhắc nhở nghiêm khắc của quý thầy cô, cũng như kể cả những lúc vui vẻ và những lúc giận hờn của tuổi học trò. Biết bao lần chúng em đã làm cho thầy cô buồn mà chúng em vẫn chưa nói được lời xin lỗi. Bao công lao dạy dỗ của thầy cô, chúng em vẫn chưa nói lên được lời cảm ơn. Rồi mai đây, mỗi học trò lớp 9 sẽ rẽ sang một ngã khác nhau. Mấy ai có lúc ngoảnh mặt lại để nhìn những bước chân mình đã đi qua, những sai lầm mà mình đã vấp ngã và được thầy cô nâng đỡ. Nhưng chúng em biết rằng, dù ở nơi đâu, có bạn bè mới, thầy cô mới, thì chúng em cũng sẽ chẳng thể nào quên được ngôi trường trung học cơ sở Mỹ Long thân thương này. Kính thưa quý thầy cô giáo, đã 4 năm qua, chúng em đã học tập với mái trường này. Chúng em đã được thầy cô truyền dạy cho những kiến thức, mà còn cả kỹ năng sống và cách làm người. Thầy cô đã quan tâm, lo lắng cho chúng em không chỉ ở việc học tập, mà cả những lúc chúng em vui buồn, những lúc nghịch phá, gây phiền hà cho mọi người. Những sự quan tâm đó xuất phát từ tấm lòng của những người nhà giáo, những kỹ sư tâm hồn luôn lo lắng, dìu dắt cho thế hệ trẻ. Thầy cô đã làm cho chúng em cảm thấy rằng ngôi trường này chính là mái nhà ấm áp thứ hai của mình. Trong đó, chúng em coi quý thầy cô như những cha mẹ thân thiết. Chúng em xin cảm ơn những lời dạy bảo tâm tình đó của quý thầy cô, những lời thầy lai nghiêm khắc để những cánh chim non đất ngày nào giờ đây đã tung cánh bay xa trên bầu trời xanh thẳm. Các em học sinh lớp 6, lớp 7 và lớp 8 thân mến, 4 năm trước đây khi còn là một học trò mới chia tay ngôi trường tiểu học để bước vào ngôi trường cấp 2 này, chúng anh, các anh chị cũng có bao lo lắng, hồi hộp với thầy cô mới, bạn bè mới, rồi không mất quá nhiều thời gian. Cũng như các em vậy, các anh chị đã được học tập, vui chơi, được trưởng thành bên bạn bè và những người thầy cô yêu quý. Chắc hẳn rằng năm sau hoặc nhiều năm sau nữa, các em cũng sẽ có tâm trạng như các anh chị hôm nay. Chúng ta sẽ dần xa đi những năm tháng vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò,
để trưởng thành như những cánh chim bay về phía chân trời xa. Anh hy vọng rằng các em sẽ luôn chăm ngoan trong việc học tập, luôn nghe những lời thầy cô giảng và đạt được những thành tích vượt trội hơn để tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, công sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của trường trung học cơ sở Mỹ Long. Các em chính là tương lai của ngôi trường này, là những chủ nhân tương lai của đất nước và sẽ là người viết tiếp những trang truyền thống tốt đẹp của ngôi trường thân yêu chúng ta. Ngày hôm qua thì đã là quá khứ, hôm nay là cũng sẽ thành quá khứ. Nhưng hôm nay cũng là món quà mà cuộc sống dành tặng cho tất cả chúng ta. Xin các em hãy trân trọng món quà ấy, hãy giữ lại trong tim mình những hình ảnh đáng yêu nhất, những khoảnh khắc hồn nhiên nhất của tuổi học trò. Hãy ghi nhớ những điều đã được thầy cô truyền dạy để chúng ta lại vững tâm bước tiếp trên con đường học tập của tuổi trẻ. Chúc các em có thể thực hiện thành công được những ước mơ, những hoài bão của mình. Nhưng đồng thời, các em cũng cần nhớ rằng ước mơ ấy phải được nuôi dưỡng chính từ lúc này, ngay từ bây giờ và ngay tại nơi này. Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Xin cảm ơn tổ chức xã hội đã quan tâm đến việc chăm lo và nuôi dưỡng các thế hệ trẻ nên người. Cảm ơn tất cả bạn bè vì đã cho nhau một khoảng trời thật đẹp, thật hồn nhiên với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Cuối cùng, em xin gửi lời chúc đến quý thầy cô giáo, quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn học sinh luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc và cuộc sống. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Em xin trân trọng kính chào.